À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay trước mặt các bác đây, thì em vừa về được ba cuộn dây loa duy nhất nha, chỉ có 3 cuộn thôi. Dây loa Liton hàng của Mỹ. Đấy, chất lượng dây thì cực kỳ là tốt và cái dòng này là bên em đã hết hàng rất là lâu rồi. Cực kỳ là lâu rồi. Thì hôm nay bên em mới về lại được hàng. Đó, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng đây, các bác có thể alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình này. Đó, 0775 264 888 hoặc 0354 725 058 nha các bác. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết tỉ mỉ cho tất cả các bác cùng tham khảo nha. Đây, dây của nó đây. Các bác nhìn này. Đó, dây loa Liton Audio. À. Đó, hàng made in USA này. Đó. Hàng made in USA. Đấy. Các bác nhìn chưa? Cực kỳ là cao cấp. Và cái dòng dây này thì nó là dòng lõi đồng mạ bạc nha các bác. Đấy. Em sẽ cắt ra cho anh em cùng tham khảo này. Đây, bây giờ em sẽ cắt ra cho các bác cùng tham khảo. Và cái dòng dây này thì bên em bán cắt mét lẻ nha các bác. Đấy. À, hoặc là bác nào thích lên đầu rắc hay là lên như nào thì bên em vẫn hỗ trợ tất cả các bác lên đầu rắc nha. Đấy, đây. Em sẽ cắt ra các bác nhìn. Đó, này, nó có một lớp chống nhiễu này. Đó, anh thấy chưa? Đó, lớp chống nhiễu của nó này. Đấy, bên này. Bên này cũng vậy. Đấy, gồm hai lớp chống nhiễu này. Đấy, các bác nhìn chưa? Cái lớp chống nhiễu của nó nha. Đấy, tiếp đến là mới đến cái lõi bên trong của nó đây. Đấy. Đây, cho anh nhìn này, lõi bên trong đồng mạ bạc. Thì cái lõi dây này thì nó chỉ có 1.5 ni nha. À, nó chỉ có 1.5 thôi nha các bác. Anh nhìn này, đấy, đồng mạ bạc rất là mịn. Đấy. Chất liệu cực kỳ là tốt này. À. Đó, chất liệu cực kỳ là tốt. Đó. Các bác thấy chưa? Nói của nó đây. Đấy, những bác nào mà xài dàn để dài chẳng hạn, để xa thì các bác có thể sử dụng những cái dòng dây loa như thế này nhá. Đó, dây loa Liton của Mỹ. Đó, hàng là hàng của USA này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, hôm nay em về được có 3 cuộn thôi chứ không có về được nhiều. Và hàng thì các bác biết là cái dòng này em hết hàng rất là lâu rồi. Thì hôm nay em mới về được hàng là em nên clip cho tất cả các bác. Đấy. Còn những dòng dây như thế này thì hiện tại là em đang bán em chỉ ship từ 5m trở lên nha các bác. Đấy, em ship 5m trở lên. Đấy, nhưng bác nào lấy thì alo em. Giá thì hiện tại đợt này về nó lên rồi thì giá em bán cho tất cả các bác là 120.000 một mét nha. Đấy, thì đợt trước em có nhớ là em bán cho tất cả các bác là 110. Đấy, 110.000, nhưng mà giá lần này là 120.000 rồi. Đấy, 120.000 một mét. Đó. Đấy, dây này dây mạ bạc, tiếng của nó thì rất là sáng. Đây, em sẽ lên lấy một cặp mẫu. Em sẽ lấy một cặp mẫu cho các bác xem nha. Đây. Em để gọn cái này xuống đã. Đây. Đây chính là một cặp dây loa Liton mà bên em đã lên đầu rắc này. Đấy. Đấy. Đây. Một cặp dây loa Liton như này. Đấy, các bác nhìn. Đó, bên em đã hoàn thiện và lên cái đầu rắc cho các bác này. Đó. Đấy, em đã hoàn thiện và lên đầu rắc này, rất là đẹp. Và một cặp em lên hoàn thiện thì em lên hộ các bác nha. Đó, thì em bán với giá các bác là 750.000, em bao ship cho tất cả các bác. Đấy, 750.000 một cặp bao ship. Và cái yên tâm xả những dòng dây loa như thế này. Giá rất bình dân mà mang lại cái chất em hiệu quả thì cực kỳ là tốt. Đây các bác nhìn này, cặp dây loa của nó đây. Khá là ok với dòng dây loa như thế này nha. Đó. Thì em lên, đa số em lên là mỗi vế 2.5m nha các bác. Đấy, mỗi vế của nó đều là 2.5m. Thì em không có lên 1m nha. Thì cái đầu rắc như này thì các bác lên đầu rắc bắp chuối này, của chim này. Đấy, thì cái đây là sẽ cứ tùy vào tất cả các bác sử dụng. Thì các bác cứ báo em là em sẽ ship cho tất cả các bác thôi. Đó, đầu rắc bắp chuối, mỏ chim hay như nào đều có cả. Đó, các bác nhìn. Đó. Rồi, thì hôm nay bên em cũng chủ yếu là quay cho các bác. Thì cái dòng này đa số em bán cắt mét là nhiều nha các bác. Dòng này em bán cắt mét là nhiều. Đấy, thì bác nào có nhu cầu được alo cho em. Đấy, thì giá là 120.000 một mét. 120.000 một mét nha các bác. Đây. Đấy, mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác cứ alo trực tiếp cho em hai số này. Thì em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi.
Thì Huy Cường Audio xin chân ái và chào tạm biệt tất cả các bác. Đấy, hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp nha.